cả nhà. Sáng nay mình giao cây bông trang cẩm thạch cho một chú ở Hải Phòng. Chú yêu cầu là phải đóng khung cho thật là kỹ cái cây cẩm thạch này, tại vì cây này nó giá nó khá là cao. Được không bán, hỏi lấy cái thùng lớn hơn. Cái thùng này là bốn lít. Chú ông dặn đóng kỹ cho chứ. Nguy hiểm quá bé ơi. Rất nhiều chú. Đây, mình đã cho vào thùng, gồm cây bông trang cẩm thạch và cây trang mỹ vàng. Thì lúc nãy mình cho vào cái thùng 44.000 thì nó lại không vừa các bạn. Nó chọi cái đọt. Thì như vậy thì chất lượng cây nó sẽ không tốt, cho nên mình chạy đi mua cái thùng to hơn, vừa trang cái cây trang cẩm thạch này luôn. Thì cái thùng này thì nó mắc hơn là 63.000 đồng. Vì lý do là khách hàng yêu cầu là thùng phải vừa đảm bảo chất lượng cho cây. Cái thùng kia thì vẫn vừa nhưng mà nó hơi ép một xíu, còn thùng này thì thoải mái hơn. Đó, thì bây giờ mình sẽ đóng thùng lại. Đây, mình đã dán mũi tên lên như vậy là khi mà giao cho bưu điện giao là người ta sẽ để dựng đứng theo cái chiều mũi tên. Đây, mình vẽ bốn bên, ba bên mấy bạn. Mình lấy cái viết vẽ mũi tên ở phía sau này, ba bên, bốn bên, trước nắp nữa là bốn bên. Đây, đó thì mình review cho các bạn xem cái quá trình mình đóng thùng nè, cây trang cẩm thạch với cây trang mỹ hồng vàng này. Mình dừng video ở đây, chúc các bạn một ngày làm việc cuối tuần vui vẻ nha. Bye bye, hẹn gặp lại trong video tiếp theo.